Nếu các bạn nghĩ thumbnail và tiêu đề của video này là để câu view thì các bạn đúng rồi đấy. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào mình đi mình cắt cái dây của con chuột được, cho nên là mình đã nhờ Razer làm. Thì vào đây, trên tay mình phiên bản Viper Ultimate Wireless phiên bản không dây. Mình cùng xem là bên trong cái hộp này nó có những cái gì nhá. Nhưng mà trước đấy thì các bạn thấy đấy, cái hộp này thì nó cũng chỉ có một xanh lá cây, màu đen như mọi khi thôi. Xung quanh thì Razer vẫn như mọi khi khoe một đống công nghệ xịn sò ra, nhưng mà nó nhìn chung thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mà không sao, con chuột mới là cái quan trọng nhất. Cho nên là tôi sẽ mở luôn cho anh em xem như nào. Cắt siêu. Sao cũng xịn nhỉ. Con cái hộp này thông minh hơn cái hộp của Logitech hôm trước tôi vừa mở xong. Mở rõ khó. À đây. À, bên trong thì chúng ta có một nhân vật chính cực kỳ đẹp trai. Vẫn là màn gọi là bóc cái phần ở phía dưới này. Thơm phết. Và đây, cái điểm mà đặc biệt nhất của con chuột không dây Viper Ultimate này chính là cái điểm gọi là ăn tiền nhất của nó ấy, mình nghĩ là cái dock sạc này. Thì bình thường thì chúng ta sẽ phải lấy cái dây và cắm vào chuột, sau đó là mới cắm vào máy thì mới sạc được pin đúng không? Nhưng mà không, con chuột này hoàn toàn có thể dùng dock sạc được. À, chúng ta cùng xem bên trong mà có những cái gì khác nhá. Ok. Ở đây chúng ta có một cái thư cảm ơn của Razer vì đã đóng họ cho họ này. Một cái quyển hướng dẫn sử dụng mà chắc là chả ai nhìn bao giờ. Và cuối cùng là những cái sticker màu mè cho các bạn nào thích thì dán linh tinh. Và cuối cùng là một cái dây. Để cái này qua đây một chút. Thì cái dây này nó là dây để bạn kết nối ở cái dock sạc ở đây. Thì mình sẽ thử. Đây. Thì mà các bạn nhớ ở phía dưới này có cái phần kết nối với cả dock sạc nha. Thì nếu như mình không nhầm thì nó sẽ bị như thế này. Bạn chỉ cần kết nối vào PC là có thể sạc được rồi. Vẻ bề ngoài thì trông không khác gì nhiều so với phiên bản có dây. Chỉ khác cái là họ cắt đi cái dây thôi. Còn về trọng lượng thì chúng ta có một em chuột nặng hơn khoảng 5g so với phiên bản truyền thống. Chuột được thiết kế bằng chất liệu là nhựa nhám ở phần trên và hai bên là phần ốp cao su. Trước đây thì mình có sử dụng cái con DA của Razer, thì cái phần ốp cao su này sau một khoảng thời gian dùng thì nó bị bong. Và mình mong là ở cái phiên bản này nó không có hiện tượng đấy. Đây là một con chuột được thiết kế cân xứng ở hai bên, cho nên là dù anh em có thuận tay trái hay là tay phải thì dùng con chuột này rất là ok. Ở phía bên phải hoặc là bên trái thì các bạn thấy là sẽ có các cái nút thêm, và các bạn hoàn toàn có thể disable những cái nút này ở trong phần driver. Trong quá trình mình sử dụng mình sẽ không bị ấn nhầm. Ở phần trên thì chúng ta có hai nút chính, có cuộn chuột và có led RGB ở phía ở phần logo này. Mình cùng nhìn xuống dưới cái phần dưới xem là họ có những cái gì nhé. Thì chúng ta có bốn cái chân fit ở đây. Đó, chúng ta có một cái khoang để chứa cái đầu thu, cái receiver. Đấy. Đây chính là cái khoang đó. Thì mình thì thấy cái này thiết kế nó không được tốt cho lắm. Nhưng mà không sao, nếu như mà các bạn gắn cái đầu thu này vào trong PC rồi thì chắc là cũng chả được mở cái phần này ra nữa đâu. Thì ở giữa chúng ta có một cái con sensor này, có phần để kết nối với cả dock sạc, có nút điều chỉnh DPI, là nút tắt bật của con chuột ở đây. Nó đã hiện led lên rồi này. Khi mình bật lên thì nó đã hiện đèn led lên. Do có thiết kế rất chuẩn cho các game thủ nên dù bạn có cầm theo kiểu claw grip hay là palm grip thì các bạn vẫn không bị cảm thấy gượng tay khi mà cầm cái con chuột này. Cộng với đó là một cái trọng lượng rất là nhẹ sẽ giúp bạn không bị mỏi tay khi sử dụng. Mình đánh giá phiên bản không dây của Viper Ultimate mang lại một cảm giác cầm nắm rất là tốt. Và theo Razer công bố thì con chuột này được hỗ trợ với công nghệ Hyper Speed. Thật sự để so sánh về độ gọi là hiệu quả và độ chính xác thì khi mà mình so sánh với cả cái line speed của G Pro Wireless ấy thì mình thấy nó không có gì quá là khác biệt cả. Cái tốc độ phản hồi cũng rất là nhanh và gần như là không có cái độ trễ trong quá trình sử dụng. Sensor của em nó thì có tên là Razer Focus cộng, một sensor có độ chuẩn xác rất là cao, cùng với cái đó là tốc độ tối đa là 20.000 DPI. Mà thật sự mà nói thì cái con số này không biết các bạn thế nào, nhưng mà đối với mình thì nó khá là vô nghĩa. Vì thực ra kể cả chúng ta có sử dụng lên cái màn hình 4K hay chăng nữa ấy, thì các bạn cũng không sử dụng đến 20.000 DPI đâu.
ví dụ như những con chuột Zoe họ thiết kế rất là chuẩn cho những cái game thủ CSGO thì nó cũng chỉ có lên đến khoảng tầm 3.200 hay là 6.400 DPI thôi, nó không lên đến 20.000 đâu. Chắc cái con số này nó chỉ sinh ra để khoe thôi, để gọi là marketing cho nó ngầu. Điểm mà mình nghĩ là cái sẽ là cái ưu thế của cái con Viper Ultimate Wildlands này, đó chính là cái leap of distance của nó rất là thấp. Với các bạn mà chơi game như kiểu CSGO hay là Apex Legends mà có cái thói quen là nhấc chuột lên rồi vẩy vẩy để mà thì cái thông số này nó sẽ là một cái điểm lợi cho những bạn chơi game đó. Nhìn chung thì đây là một con chuột khá là hợp cho những bạn nào chơi những cái game FPS, và để mà chọn ra một cái đối thủ xứng tầm với cả Viper Ultimate Wildlands thì mình sẽ chọn cái con G Pro Wildlands của bên Logitech. Với cái trọng lượng và cách thiết kế nó cũng khá là gần giống nhau, và các cái độ chính xác về sensor hay là về DPI thì nó cũng rất là tốt. Đó là tất cả những gì đánh giá của Hà Nội Công Tơ về phiên bản không dây của Viper Ultimate này. Còn nếu như bạn có ý kiến hay là có phần thắc mắc gì thì hãy để lại ở phía dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.